Ok. Dạ, hôm nay tôi sẽ test thử con game R. Đây R ha. Đây con game không? Gì được crack không? Túi đồ tôi có gì này. Hơi bị nặng rồi. Phóng xạ này. Đây tôi có thể nấu nước không? Mua rồi. Nó đang ngoài đầu trời. Thầy chú ơi. Nấu nước sang này. Ủa, crack ở đây. Phải tạo ra nhiều nước thôi. Cộng 150 rồi. Này tôi muốn vứt luôn mấy tím à. Cái gì đây? Không mang quả bom. Đâu quỷ gì đó. Đây, giờ tôi cũng sợ không biết giờ làm gì. Đang biến ngợp quá. Không biết. Cái đống này thử mất máu quá mấy tiếng rồi, nhưng mà kệ đi. Đồ ăn. Xương tôi không biết làm gì. Sáng chưa? Chưa. Thêm cái gì không? À. Vô, giờ tôi đang no lắm. Giờ tôi sẽ đi sang thành phố kia. Tôi thấy lái xe được không? Ô một cả không có được cái nào. Một cáo như vậy tí. Qua là cái liều đơn thành đi nước đó. Đi tiếp rồi.
khai nào lên mở xe đạp ra. Hết năng lượng rồi. Rồi vậy. Đi chơi phóng xạ ngon này. Cái mô có năng lượng. Biết làm. Thì tôi biết là có phóng xạ nhưng mà sao chúng ta có đồ. Đi đến thành phố này rồi nha. Và sau đó tắm chút sẽ nghỉ. Tắt cái đóng này. Chỗ khác xa phải nuôi. Ok. Có thêm cái cung giáo. Còn giấy. Cái dây nữa. Cái dây tôi có. Xem mình. Có dây này. Để tôi kiếm nước. Không có nước nào đây. Hơi bị nặng rồi đấy. Trời. Chỗ kia mới có nước. Không được cái xác này. Ta sẽ cắm trại ra đây. Oh my god, cá không ăn được. Nước đi. Không biết là mấy tiếng. Giờ sẽ vô cái nhà kia luôn. Hay đem chi nhỉ? Không hiểu sao bạn xuống. Thề luôn không được, không nạp đạn được luôn. Chui vô mấy cái nhà này xem. Không mà tôi không cháy. Liều như mấy tím. Cũng thấy máu đó.
tí nước. À khoan, có chiều nấu nước này. Đóng nước nữa thôi. Tưởng tôi lấy rồi. Quay. Cũng ba chai nữa rồi, nhiều. Mình đã bắt cậu quẩy ha. Chết không thì tôi không biết. Hả? Sao không đủ? Tôi có đạn mà. Thì vậy? Tôi không biết nữa, cái đó nó tôi có đạn mà sao nó. Rêu xịn này. Siêu này. Chuyển ra ngoài. Tôi muốn bỏ cuộc đâu mới kiếm. Bay qua nó mới ghê chứ. Tôi nghĩ tôi chết rồi mấy tiếng mà. Cái đồ phóng xạ không cái mũ anh giang này bước nha. Đây, xong rồi không tí máu. Rồi thì đó là đơn giản cách chơi, ta sẽ cố gắng đi qua thành phố khác nhau rồi sau đó kiếm nấu đồ ăn
vậy á, đơn giản thế. Nói đơn giản thì trong vậy nó cũng khó, nó cũng là một con game tên bay đấy. Cái heo view nè, là mình nhìn nha. Đây là cái nhiệm vụ hàng ngày mà ta sẽ làm xong ta sẽ nhận. Này đông lắm chứ. Mấy cái phần thưởng cũng sẽ hỗ trợ chiến thắng này. Cái sống sót này. Tạm biệt người. Tạm biệt hai lần luôn.